Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng những ngày qua, gần vị trí thi công cụm đầu mối thuộc dự án xây dựng hồ chứa Đông Thanh liên tục xảy ra sạt trượt, sụt lún trên diện rộng. Trong đó, tuyến đường giao thông phục vụ đi lại, sản xuất cho khoảng 50 hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng, có vị trí rộng từ 20 đến 40cm, sâu hơn 1 mét đã đảo lộn sinh hoạt của người dân. Mấy chục năm nay chưa bao giờ sạt lở. Ngày xưa đất nhà tôi ở dưới nhà cũ lại không thấy sạt lở cả. Cả nhân dân đây, hơn 30 năm đây rồi mà. Tôi không có đất xây nhà, tôi phải lên đất nông nghiệp tôi trồng lại, tôi xây nhà trên đấy. Tôi có nguyện vọng là bây giờ cứ thôi đành phải kêu đảng nhân dân nhà nước và nhà xem xét giúp đỡ tôi. So với trước là cái chỗ từ đây cho đến cái biển báo kìa, nó cao gần 1 mét nữa. Bây giờ cứ thế nó dí hẳn tất, đè luôn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, việc sạt trượt xảy ra từ đầu tháng 7 năm 2023 đến nay vẫn tiếp diễn. Tại đây có 9 hộ dân bị ảnh hưởng với 53.800m2 diện tích sản xuất nông nghiệp và 500m đường giao thông. Đầu tháng 7, do mưa nhiều, rồi nền đất yếu, nên có hiện tượng là sạt trượt ở cái phần tả ly dương của cái đập đó. Và khi chúng tôi phát hiện ra cái vết nứt nó lớn và có nguy cơ ảnh hưởng đến 4 hộ gia đình, thì huyện đã chỉ đạo ban quản lý dự án là tiến hành tuyên truyền vận động 4 hộ gia đình không ở cái nhà tạm ở trên đồi đó nữa và di chuyển xuống nơi khác. Và huyện cũng đã hỗ trợ nơi ăn chốn ở cho 4 hộ gia đình. Huyện đã chỉ đạo tiến hành cắm biển báo rồi khắc phục những cái tình trạng sạt trượt xuống đường đi và phân công người trực 24/24 để mà cảnh báo rồi theo dõi cái nguy cơ mà sạt trượt. Liên quan vụ việc, ngày 2 tháng 8, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Hồ chứa nước Đông Thanh là dự án trọng điểm huyện Lâm Hà, có tổng số vốn đầu tư 495 tỷ đồng với diện tích lòng hồ là 25,3 ha, diện tích thu hồi là 37 ha. Dự án hoàn thành sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho 7.500 hộ trên địa bàn huyện Lâm Hà.